Một buổi tối đẹp trời, một cô gái gọi điện cho một chàng trai đang tán tỉnh mình. Anh đến nhà em đi. Không có ai ở nhà hết cả. Chàng trai hí hửng vội phóng xe đến nhà cô gái. Anh bấm chuông 5 phút, 10 phút, 15 phút. Sau nửa tiếng bấm chuông, anh mới nhận ra là đúng thật là chẳng có ai ở nhà cả. Một buổi tối đẹp trời, một cô gái gọi điện cho một chàng trai đang tán tỉnh mình. Anh đến nhà em đi. Không có ai ở nhà hết cả. Chàng trai hí hửng vội phóng xe đến nhà cô gái. Anh bấm chuông 5 phút, 10 phút, 15 phút. Sau nửa tiếng bấm chuông, anh mới nhận ra là đúng thật là chẳng có ai ở nhà hết cả. Một buổi tối đẹp trời, một cô gái gọi điện cho một chàng trai đang tán tỉnh mình. Anh đến nhà em đi, không có ai ở nhà hết cả. Chàng trai hí hửng vội phóng xe đến nhà cô gái. Anh bấm chuông 5 phút, 10 phút, 15 phút. Sau nửa tiếng bấm chuông, anh mới nhận ra là đúng thật là chẳng có ai ở nhà hết cả.